Huấn luyện vượt vật cản nước cho bộ đội là một nội dung mới được quân khu 7 đưa vào huấn luyện trong những năm gần đây nhằm nâng cao khả năng cơ động, hiệp đồng chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu. Để kiểm tra kết quả huấn luyện nội dung này của các đơn vị trong năm 2019, vừa qua tại trường bắn quốc gia khu vực 3, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức diễn tập có bắn đạn thật cho tiểu đoàn 14, trung đoàn 174 với nội dung vượt vật cản nước, đánh chiếm bàn đạp, được tăng cường binh khí kỹ thuật của cấp trên. Trong diễn tập vượt vật cản nước, việc nhanh chóng vượt sông, đảm bảo an toàn cho người và vũ khí trang bị là một trong những nội dung quan trọng. Với chiều rộng của lòng sông và đối mặt với nhiều vật cản, đòi hỏi lực lượng bộ binh vượt vật cản nước phải được rèn luyện thuần thục về kỹ chiến thuật và đặc biệt là sức khỏe để thực hiện được nội dung bơi đường dài. Nhờ làm tốt công tác huấn luyện, nhất là huấn luyện kỹ năng bơi lội cho bộ đội, nên trong lần đầu tiên tham gia diễn tập vượt vật cản nước, tiểu đoàn 14 đã chiếm lĩnh bến vượt chính xác và bảo đảm an toàn. Trước khi bước vào cuộc diễn tập hôm nay, tôi đã được các cán bộ ở đơn vị huấn luyện về kỹ năng bơi và các kỹ thuật bắn súng bộ binh. Nhờ vậy mà trong buổi diễn tập hôm nay tôi có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ như là bơi vượt vật cản, kỹ thuật chiến đấu bộ binh hoặc khả năng bắn. Giai đoạn vượt sông đánh chiếm mục tiêu, khi hỏa lực của ta và địch chuẩn bị để áp chế hành động của nhau, thì ngay lúc này bộ đội phải tiến hành vượt sông. Để thực hiện tốt nội dung này, đơn vị đã tổ chức luyện tập cho cán bộ chiến sĩ thuần thục kỹ thuật chiến đấu bộ binh trong điều kiện địa bàn sông nước, đảm bảo vừa cơ động vừa vượt sông vẫn có thể chiến đấu tốt. Quân đội đã tổ chức huấn luyện đầy đủ các nội dung về hình thức chiến thuật cũng như kỹ thuật chiến đấu bộ binh cho các đồng chí chiến sĩ trong bộ phận đánh chiếm bàn đạp. Vì vậy, trong quá trình diễn tập, các đồng chí này là áp dụng đúng các hình thức chiến thuật cũng như kỹ thuật đã được huấn luyện nên kết quả đã tốt. Cuộc diễn tập là dịp để lực lượng vũ trang quân khu 7 nói chung và lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh nói riêng đánh giá đúng chất lượng huấn luyện của các đơn vị, từ đó rút kinh nghiệm huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu sát với điều kiện thực tế và địa bàn tác chiến.